Con ở nhà ngoan, vâng lời ông bà bố mẹ đúng không nào? Có một bạn thỏ không vâng lời mẹ. Và điều gì đã xảy ra với bạn thỏ? Hôm nay cô kể cho các con nghe câu chuyện Thỏ con không vâng lời. Một hôm thỏ mẹ dặn thỏ con: Thỏ con của mẹ, con ở nhà chớ đi chơi xa con nhé. Vâng ạ, con ở nhà, con không đi chơi xa đâu mẹ ạ. Thỏ mẹ vừa ra khỏi nhà thì bươm bướm bay đến, bươm bướm gọi: Thỏ con ơi, ra ngoài này chơi đi, ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm. Thỏ con liền chạy theo bươm bướm. Thỏ con chạy mãi, xa thật là xa. Thế rồi thỏ con quên cả lối về nhà. Thỏ con khóc: Mẹ ơi, mẹ ơi. Vừa lúc đó có một bác gấu đi qua. Bác gấu nghe thấy tiếng thỏ khóc, bác gấu dắt thỏ con về nhà. Về đến nhà, thỏ mẹ chạy lại ôm chầm lấy thỏ con. Thỏ con nhận ra lỗi của mình và nói: Mẹ, mẹ dặn con ở nhà, con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ ạ. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện Thỏ con không vâng lời. Câu chuyện nói về bạn thỏ con không vâng lời mẹ, mãi đi chơi xa, quên cả lối về nhà. Thỏ con đã gặp bác gấu và bác gấu đưa thỏ con về nhà đấy. Thỏ con đã nhận ra lỗi của mình và khoanh tay xin lỗi mẹ. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? À, câu chuyện thỏ con không vâng lời. Trong câu chuyện thỏ con không vâng lời có những ai nhỉ? Ai đây con? Thỏ mẹ. Bạn nào đây con? Thỏ con. Ai đến rủ thỏ con đi chơi nhỉ? À, bạn bươm bướm đấy. Còn ai là người đưa thỏ con về nhà? Đúng rồi, bác gấu đã đưa thỏ con về nhà đấy. Câu chuyện thỏ con không vâng lời thật là hay và nhắc nhở các con luôn vâng lời ông bà và vâng lời bố mẹ. Khi đi chơi, các con xin phép ông bà, xin phép bố mẹ và đặc biệt các con không được theo người lạ. Câu chuyện của cô Hiền kể đến đây là hết rồi. Cô chào và tạm biệt các con.